Thưa bà con nông dân, chất silic tuy không phải là một dưỡng chất chủ yếu của cây lúa, nó là một cái dưỡng chất có lợi, nhưng mà cái cây lúa hút rất là nhiều silic. Nếu so với đạm thì cây lúa hút silic nhiều gấp 4 lần chất đạm. Thì nói về cái lợi của silic trên cây lúa thì nó có nhiều mặt lợi lắm. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn trao đổi với bà con cái mặt lợi quan trọng nhất của nó. Đó là giúp cho cái cây lúa được cứng cáp cũng như là giúp cái khả năng chống bệnh cho cây lúa. Thì bây giờ để cho bà con hiểu rõ hơn tại sao silic làm được cái việc đó để cho cái cây lúa được hưởng lợi, thì chúng tôi có chuẩn bị một cái mô hình như thế này để cho bà con mình có thể hiểu được. Thì bà con thấy đây là một cái vách của cái tế bào. Bởi vì cái cây lúa thì nó không có xương, mà nó đứng vững được là nhờ các cái vách tế bào để vững chắc. Mà cái vách tế bào này muốn vững chắc thì bà con thấy rõ là cái vách tế bào ở đây đó, thì bà con thấy thì nó cấu tạo bởi vì cái thân lúa hay là cái lá lúa, bà con biết là người ta nói là nó có nhiều cái cellulose. Mà cái cellulose thì chúng tôi thể hiện cái màu xanh ở đây. Thì cái cellulose này nó có rất là nhiều cái ở trong cái vách tế bào, có nhiều cái bó ở trong vách tế bào. Thì các cái bó này nó được liên kết với nhau bằng những cái sợi gọi là bán cellulose. Nhưng mà nếu như mà cái vách tế bào mà chỉ có những cái sợi cellulose này hay là bán cellulose này không, thì bà con thấy rằng cái sự kết hợp nó chưa có được chặt chẽ, chưa giúp cho cái vách tế bào được vững chắc. Nhưng mà nhờ có silic, nó sẽ thúc đẩy cho cái vách tế bào hình thành nên những cái sợi lignin. Thì bà con thấy là những cái sợi màu đỏ này đây. Những cái sợi này nó sẽ liên kết chặt các cái sợi gọi là bán cellulose và kết hợp chặt lại với cái cellulose này, làm cho cái vách tế bào trở nên vững chắc hơn. Nếu mà bà con hình dung giống như một cái nhà vậy đó, chúng ta có những cái cây cột này ở đây, thì bên cạnh cái cây cột thì chúng ta cũng có những cái cây xiên rồi cây mè, cây rui, nó kết hợp với nhau thành ra một cái nhà rất rất là vững chắc. Cái thứ hai là chính những cái gọi là cái chất silic nó sẽ tích tụ lên trên cái vách tế bào nữa. Vách tế bào mà bà con thấy là những cái chấm màu đỏ này đây. Cái chất silic này á, nó kết chặt lại giống như là xi măng vậy đó, làm cho cái vách tế bào trở nên vững chắc ra. Nếu mà bà con lấy một cái lá lúa như thế này, bà con dùng tay bà con kéo ngược như thế này đây á, thì bà con thấy nó rất là nhám, rất là bén. Hay là cái vách cái cạnh của cái lá lúa rất bén, nhiều khi chúng ta đi vô trong ruộng á mà bị nó cứa đứt rồi, để đó là cũng nhờ cái chất silic mà nó tích tụ ở bên trên bề mặt của cái lá. Thì như vậy là chính nhờ cái đó mà nó làm cho cái thân lúa trở nên vững chắc cũng như lá lúa trở nên đứng vững. Mà cái lá lúa mà đứng vững được như thế này thì bà con hiểu rõ rồi, nó tiếp nhận được ánh nắng mặt trời tốt hơn, thì như vậy nó quang hợp tốt hơn, thì như vậy có lợi cho cây lúa, tức là tạo ra được nhiều đường bột. Còn cái thân lúa mà nhờ silic mà nó vững chắc như thế này, thì khi mà nó cong trái me, ở giai đoạn cong trái me mà nếu như mà thiếu silic á, cái thân lúa nó cong gãy xuống như thế này, thì bà con thấy là cái sự giàu đạo nó sẽ bị hạn chế. Nên chính vì vậy mà ta nói cái vai trò của silic giúp cho cái cây lúa nó được cứng chắc, nó có lợi. Ví dụ như đây là một cái lá lúa, một cái lá lúa. Nếu có một cái bào tử bệnh, chẳng hạn như bào tử bệnh đau ôn, nó rớt lên trên đây. Một cái bào tử bệnh lúc đầu mình gọi là cái vết chấm kim á, nó như thế này. Thì nếu như mà không có silic thì các cái bào tử này nó sẽ đi sâu vào bên trong lá và cái vết bệnh này nó sẽ bành trướng ra như thế này. Thì lúc đó bà con nói là cái hình mắt én đó, nó lan rộng lên này, rồi một cái vết, một cái bào tử khác nó rớt xuống đây thì nó cũng phát triển một cách tự do, nó như thế này, hay là một cái vết rớt lên đây thì bà con thấy là nó sẽ phát triển. Thì lúc đó cái lá lúa của mình đó, nó bị cái bệnh đạo ôn gây ra, mình gọi là trái lá hay là nó vàng khô hết trơn nguyên cả lá như thế này. Còn trong trường hợp mà có silic thì lại là nó sẽ giúp cho cái cây lúa của mình chống lại cái bệnh. Ví dụ như là một cái bào tử nấm bệnh đạo ôn nó rớt chỗ đây. Nếu mà cái lá lúa này có đủ silic thì bà con biết là cái lá lúa nó sẽ hình thành cái chất quá gỗ bao chung quanh cái vết bệnh như thế này. Thì như vậy là cái bào tử nấm này không thể nào ăn sâu vào bên trong được, là chính nhờ cái chỗ là cái vách tế bào nó rất là cứng chắc, nên cái việc xâm nhập vào bên trong nó là khó. Cái thứ hai không bành trướng ăn lan ra được là nhờ chung quanh cái vết bệnh này nó quá gỗ.
giống như là khi chúng ta bị một cái vết thương như thế này á, thì khi mà nó làm mài rất là cứng ở xung quanh cái vết thương thì cái vết thương nó không có bị phát triển ra, thì thử ra cái mầm bệnh nó sẽ khu trú ở đây. Thì như vậy thì nếu một cái vết thứ hai rớt đây thì bà con thấy là nó sẽ quá cổ xung quanh nó khu trú lại đây, và một cái vết nữa là nếu mà nó rớt đây, ví dụ như vậy, thì bà con thấy là nó kết hợp lại như, nó bị khu trú lại như thế này. Thì như vậy là cái cơ hội để mà chúng ta sử dụng thuốc trị bệnh đó tấn công lên trên các cái vết bệnh này. Vết bệnh này như vậy là nó không bành trướng ra được, tức là nó đã thiếu dinh dưỡng. Cái thứ hai là chờ cái cơ hội để chúng ta đưa thuốc bệnh vào thì chúng ta sẽ giải quyết bệnh nó sẽ được tốt hơn. Ngoài ra người ta cũng thấy một cái điểm lợi này nữa nè. Khi mà trong cái lá lúa mà có silic thì nó sẽ phát huy tác dụng của cái thuốc trị bệnh rất tốt. Ví dụ như khi mà một cái lá lúa bị bệnh, chúng ta sử dụng silic thì nó cũng có khu trú lại. Chúng ta sử dụng thuốc trừ nấm nó cũng có khu trú lại. Nhưng mà nếu như mà cái lá lúa đó vừa có silic, chúng ta đưa thuốc bệnh vô thì cái thuốc bệnh nó phát huy tác dụng rất là tốt. Nên chính vì vậy đó là bà con mình cần phải lưu ý là có cái sự kết hợp. Nghĩa là sử dụng thuốc bệnh thì có cái silic vô nữa thì cái bệnh nó sẽ được giải quyết triệt để hơn. Trong cái canh tác, bà con cần phải lưu ý là bổ sung cái silic trong cái điều kiện là chúng ta canh tác lúa liên vụ như thế này. Thật ra ở trong đất của mình á, cái lá sét, cái thành phần cấu tạo của nó là silic, nhưng mà silic đó là không hữu dụng cho cái cây lúa, mà cái silic đó phải được cũng như là khoáng hóa ra, tức là cái lá sét phải được khoáng hóa ra thì nó mới hữu dụng cho cái cây lúa của mình. Nhưng mà trong cái điều kiện mà chúng ta canh tác lúa nhiều vụ trong năm liên vụ như thế này thì cái sự khoáng hóa để mà phóng thích cái silic ra cho cái cây lúa đôi khi nó bị hạn chế, nên chúng ta có thể là bón thêm cái silic hoặc là phun phần silic qua lá để mà bổ sung cho cái cây lúa của mình. Thì ở trường Đại học Cần Thơ thì chúng tôi cũng đã có một cái thí nghiệm về bón phân silic cho lúa. Thì khi chúng tôi bón với một cái liều lượng là 150 kg lô super silic trên 1 hecta ở vào hai thời điểm, tức là chia làm hai, một nửa thì được bón vào cái lần bón thúc thứ nhất của đợt bón phân, tức là vào khoảng 7 đến 10 ngày sau xạ, và cái lần thứ hai là bón vào cái đợt thúc thứ ba, tức là bón phân đón đồng, tức là 150 kg thì chia 75 kg bón thúc lần thứ nhất và 75 kg là bón phân lúc đón đồng. Thì chúng tôi thấy rằng là giúp cho cái cây lúa trở nên đứng vững chắc hơn, không bị đổ ngã, hay là giảm cái độ ngã trên lúa, và đồng thời cũng giúp cho cây lúa chống bệnh tốt hơn, và cũng đã làm tăng năng suất rất là đáng kể. Nếu mà tính về mặt lợi nhuận thì lợi hơn rất nhiều so với cái không bón phân silic ngay cả trên cái đất phù sa. Tân Thành cho năng suất xanh.